Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Đường Nhuệ thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu nóng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có yêu cầu với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị hủy một quyết định tố tụng trong vụ việc có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ ở thành phố Thái Bình. Cụ thể, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát hiện tiến hành kiểm tra xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội không truy cứu trách nhiệm hình sự với người có tội xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến Trắng, con nuôi của Đường Nhuệ cùng với đồng bọn gây thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng lái xe ô tô 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình, Hà Nội vào 2 giờ chiều hàng ngày từ năm 2018 nhưng không bị xử lý hình sự. Qua xác minh, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định khoảng tháng 4 năm 2018, Tiến Trắng và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa cho bọn chúng 3 triệu Việt Nam đồng đón khách sau 15 giờ chiều hàng ngày. Trước yêu cầu này, anh Hoàng không đồng ý. Khoảng 19:30 hay 2 tháng 5 năm 2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà của anh Hoàng. Tại đây, Sáng dùng dao chém nhiều nhát làm cho anh Hoàng bị đứt cơ gân của hai tay và hai chân. Sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Đường Nhuệ đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu Việt Nam đồng, yêu cầu nạn nhân không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22 tháng 7 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Với vụ việc này, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng. Kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%. Trước dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình. Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Việc này để điều tra làm rõ hành vi vi phạm với các đối tượng trong vụ việc của nạn nhân Hoàng. Đầu tháng 6 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền, yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản để xử lý theo pháp luật. Về trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục làm rõ. Lộ diện người nói dối không nhìn thấy Đường Nhuệ đánh người ở trụ sở công an phường. Ngày 3 tháng 7 năm 2020, theo thông tin mà chúng tôi nắm được thì liên quan đến vụ Đường Nhuệ Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đánh người ở trụ sở công an phường, có người làm chứng đã thừa nhận khai gian dối về vụ việc. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thành phố Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đường Nhuệ ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình về tội cố ý gây thương tích. Quy định tại điểm D khoản 2 điều 134 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Đường Nhuệ được xác định đã đánh người ở trụ sở công an phường Trần Lãm thành phố Thái Bình năm 2014. Bị hại trong vụ án này là anh Mai Thế Duy, sinh năm 1988, là con trai của bà Đinh Thị Lý, sinh năm 1964, phường Trần Lãm. Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở công an phường Trần Lãm, Đường Nhuệ và Đinh Thị Lý xảy ra cãi nhau. Đường Nhuệ đã dùng tay phải quàng qua cổ của bà Lý. Thấy vậy, anh Mai Thế Duy can ngăn thì bị Đường dùng tay đánh vào vùng mặt bên phải của anh Duy, làm cho anh này gãy xương hàm dưới bên phải. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%.
Nhà chức trách xác định Đường không có mâu thuẫn với anh Duy, nhưng tại trụ sở công an phường Trần Lãm trong giờ hành chính, khi anh Duy can ngăn Đường và bà Lý cãi nhau, Đường đã đánh gây thương tích cho anh Duy. Hành vi này của Đường thể hiện sự coi thường pháp luật và tính chất côn đồ. Đáng chú ý, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình truy tố Đường Nhuệ ra trước tòa án cung cấp, có một người thừa nhận đã có những lời khai không đúng sự thật liên quan đến vụ việc. Cụ thể là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1980, thành phố Vinh, Nghệ An, tiếp dân thời điểm Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Trong thời gian năm 2014-2015, bà G có khai là khoảng 7 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11 năm 2014, bà và bà Lý có đến trụ sở công an phường Trần Lãm để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu G. Bà G khai nhận tại phòng tiếp công dân công an phường Trần Lãm không có ai đánh anh Mai Thế Duy. Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai các ngày 14-27 tháng 4 năm 2020 và ngày 15-26 tháng 5 năm 2020, bà G đã khai lại. Bà G nói trước đây không khai đúng sự thật do ở nơi khác đến chỉ có một mình bà nên sợ không dám khai thật. Nay bà khai đúng sự thật là vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11 năm 2014, bà cùng Nguyễn Xuân B, anh trai vợ của Đường Nhuệ, bà Lý và anh Duy đến trụ sở công an phường Trần Lãm để giải quyết việc bà nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình. Khi đến nơi, do công an phường đang họp ở tầng 2, mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau thì Đường Nhuệ đến, đi vào phòng tiếp dân, sau đó giữa Đường và bà Lý đã xảy ra cãi nhau. Đường dùng tay phải quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh một nhát vào vùng mặt bên phải. Thấy vậy, bà Trê can ngăn và Đường Nhuệ đi về. Cũng theo lời khai của bị hại là anh Mai Thế Duy, vào thời điểm ngày 18 tháng 11 năm 2014, khi anh cùng mẹ, bà G và một người nam giới đến trụ sở công an phường Trần Lãm để giải quyết việc giữa bà Lý và bà G. Khi đến nơi thì công an phường đang họp mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau thì Đường Nhuệ đến và đi vào phòng tiếp dân. Đường đã chửi bà Lý và anh Duy, sau đó Đường Nhuệ dùng tay trái đánh một nhát vào mặt bên phải của anh Duy làm anh gục đầu xuống. Về nhân thân của Đường Nhuệ, bị can này không hề có tiền án tiền sự. Năm 1992, Đường có hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó được đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự. Ngày 19 tháng 3 năm 2020, bị Công an thành phố Thái Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt bằng hình thức phạt tiền 2,5 triệu đồng do khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2 năm 2020, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã có hành vi dùng tay trái tát vào mặt chị Phạm Thị Thu T, sinh năm 1994, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Đường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại chính nhà Đường Nhuệ. Ngày 22 tháng 4, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những thông tin mới đến với quý vị và các bạn về xung quanh vụ án này. Đường Nhuệ nhận đánh người giữa trụ sở công an phường ở Thái Bình. Ngày 11 tháng 6, theo thông tin mà chúng tôi nắm được liên quan đến việc Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, thành phố Thái Bình, bị tố đánh người giữa trụ sở công an phường, Đường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong vụ án này, Đường Nhuệ bị bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tố cáo hành hung lăng mạ bà và con trai Mai Thế Duy, 33 tuổi, ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Thời gian xảy ra vụ việc là ngày 18 tháng 11 năm 2014. Công an thành phố Thái Bình sau đó khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, sau đó tạm đình chỉ. Tới tháng 4 vừa qua, cơ quan này đã phục hồi điều tra lại vụ án. Đường Nhuệ bị khởi tố sau đó ít ngày.
Diễn biến mới nhất về vụ việc, thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Đường Nhuệ tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, trả lời về việc cách đây 5 năm, Công an thành phố Thái Bình đã tạm đình chỉ điều tra vụ án. Một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết thời điểm đó chưa xác định được bị can, hết thời hạn điều tra. Cùng với đó, thời điểm cách đây 5 năm chứng cứ buộc tội chưa chắc chắn, chỉ có lời khai một phía từ phía bà Lý và anh Duy. Đối với việc phục hồi điều tra vụ án đánh người giữ trụ sở công an phường này, vị lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết việc làm này được thực hiện vì có thêm tình tiết mới. Cụ thể, bà NOG trú tại Hà Nội đã hợp tác với cơ quan điều tra cung cấp thông tin liên quan. Với Đường Nhuệ, qua đấu tranh, Đường đã thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận hành hung mẹ con bà Lý ngay trụ sở công an phường Trần Lãm, có sự tiếp tay của công an khu vực tại đây. Lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình chia sẻ đây cũng chính là cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Về diễn biến vụ việc, bà Lý tố giác vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, mẹ con bà đã bị Đường Nhuệ hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Công an thành phố Thái Bình sau đó nhận được trình báo đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 7 năm 2015, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình Cao Giang Nam ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến việc bà con, mẹ con bà Lý bị đánh. 6 năm sau, kể từ ngày mẹ con bà Lý bị đánh, qua công tác điều tra thu thập chứng cứ ngày 14 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5 tháng 7 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để tiến hành điều tra lại. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 104 Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Trao đổi với phóng viên, sau diễn biến này, ông Trần Công Tản, nguyên trưởng Công an phường Trần Lãm năm 2014 cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng khi phục hồi điều tra vụ án. Theo ông Tản, việc cơ quan điều tra phục hồi vụ án khi qua xác minh, thu thập thông tin, thấy đầy đủ điều kiện về trách nhiệm của mình vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Tản cho biết đơn vị đã làm hết trách nhiệm. Với hành vi đánh người tại trụ sở công an, Đường Nhuệ đã bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội danh cố ý gây thương tích với khung hình phạt 7 năm tù giam. Liên quan đến vụ Đường Nhuệ bị bắt giữ, ngày 11 tháng 6, một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình. Theo vị lãnh đạo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thái Bình đã đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ sinh năm 1971, trú thành phố Thái Bình, về hành vi cố ý gây thương tích, theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự. Theo đề nghị này, Đường có thể sẽ bị xét xử và phải chịu mức án 7 năm tù giam. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5 tháng 7 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để điều tra.
Vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm là vụ án Nguyễn Xuân Đường bị tố hành hung hai người trong một gia đình ngay tại phòng tiếp công dân của công an thành phố tại phường Trần Lãm, thành phố Tây Bình. Nạn nhân trong vụ án này là bà Lý, sinh năm 1964, trú tại phường Trần Lãm và anh Duy là con trai của bà Lý. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2015, Công an thành phố Tây Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Đến ngày 5 tháng 7 năm 2015, Công an thành phố Tây Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 trên QD đối với vụ án Đường Nhuệ cùng đàn em hành hung người khác tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.